Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm món mực xào dưa leo nha mọi người. Ở đây thì mình làm mực ống nè. Mực này mình cắt ra rồi mình rửa sạch, mình ngâm nước muối. Mình có rửa với chanh cho nó bán mùi nữa mọi người. Ở trong đây thì mình đã ướp đồ nêm vô rồi nè. Mình ướp chút xíu muối, một muỗng đường, một muỗng hạt nêm và tỏi bằm á mọi người. Mình ướp với lại chút xíu tiêu nè cho nó bán cái mùi của mực á. Bên đây thì mình có chuẩn bị một tô dưa leo. Mình gọt vỏ rồi mình cắt xéo xéo miếng dừa ăn đó. Và tỏi, tỏi thì mình chuẩn bị hơi nhiều tại vì mình cần phải phi cho nó vàng để mình khử mực đó mọi người. Rồi mình bắt tay vào làm nha. Bây giờ chảo nóng mình bỏ dầu vào nha mọi người. Mình sẽ bỏ tỏi vào phi cho nó vàng. Chảo chưa nóng hơn. Bỏ tỏi vào phi đó nha mọi người. Cho nó hơi vàng vàng đi, cho thấy cái mùi nó thơm hơn. Cho mực nó săn lại xíu thì mình sẽ bỏ dưa leo vô. Bỏ dưa leo vô phải không? Bây giờ bỏ dưa leo vô. Mình bỏ chút xíu nước vô cho nó ấm. Bây giờ mình sẽ nêm thêm nữa cho nó thấm vô dưa leo. Nãy mình chỉ nêm vô mực thôi. Nêm một muỗng đường luôn. Một muỗng hạt nêm. Mình chưa có để muối liền nha mọi người. Tại vì mình sợ để vô liền cho nó mặn. Để lát mình nêm lại đi cho nó vừa ăn. Mình làm cách này là mực không có bị tâm nhiều nè. Có hành lá luôn. Thôi đi. Bây giờ chín rồi. Mình sẽ đổ ra nha. Đó, mực nó quéo quéo rồi nè. Rắc xíu tiêu vào.